Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Thì video hôm nay mình lên đường trở lại đi thăm bảy gắn nha các bạn. Nói chung bữa nay cũng mùng 3 Tết bạn ơi, mình ở nhà hoài cũng buồn mình nên mình đi thăm bảy lại nha các bạn. Thì cái luồng bảy hôm nay mình thăm tầm 30 cái. Thì mùng 3, mùng 4. Thông thường thì ở quê mình ta người dân vẫn còn ăn Tết nha các bạn, nên khúc nào mà người ta có ca hát mình quay không được mong các bạn thông cảm. Thì mình cũng tranh thủ để mình thăm nha các bạn. Thì nhân dịp năm mới cũng cho Tâm xin chúc tới ông bà cô bác anh chị em gần xa trên mọi miền đất nước ha, đang theo dõi video của Tâm, năm mới làm ăn phát tài phát lộc luôn ha. Rồi giờ mình cũng ra tới điểm rồi, mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bảy 30 cái hôm nay, thử coi có hàng nào khủng khủng không nha các bạn. Luồng bảy này thì hồi đầu là hồi trong năm là mình thăm chúng đó các bạn, nó 6 ký mấy á, hy vọng hôm nay nó sẽ được vậy. Thì dưới đây là cái bẫy đầu tiên của mình. Hôm nay mình đi nha các bạn, cái bẫy xe cua. Chuột, lúa, túi lứ. Bữa nay mình thăm khu này trước, thông thường mình thăm khu vườn nhãn trước. Rồi, cái bẫy này còn chuột, mình vô lúa đặt lại. Thì những cái bẫy nào ít dính á, mình có quay mình cũng cắt bỏ để cái video nó dài nha các bạn, chứ mình tranh thủ mình thăm á. Để chưa lên cái người dân hát nhạc dữ lắm. Tại vì nói chung là bữa nay mới có mùng 3 Tết thôi. Tại mình ở nhà mình thấy buồn quá mình mới đi thăm bảy thôi, chứ người dân quê mình vẫn còn ăn Tết. Rồi để mình xử lý cái bảy này. Thì bữa nay là nói chung video này là video khai xuân của mình nha các bạn. Khai xuân 2024. Khai xuân đi thăm bảy gắn đầu năm mới. Giờ thì mình cũng còn có hai luồng bảy. Luồng bảy này thì 30 cái, với luồng trong kia cũng hai mấy 30 cái nữa. Thấy như cái bảy này có dính nha các bạn, em ém lúa nè. Anh lấy ra coi dướng cây hay gì mà thấy nặng nặng nè. Lấy thấy gắn nó nằm một phanh nha các bạn. Hồi rồi còn chuột luôn bạn ơi. Dính gắn mà còn chuột. Làm như chuột mình bự, chuột này cũng không lớn hung. Sao con gắn nó cũng không xử được luôn. Con gắn này thì con gắn gắn nhì hay gắn ba gì. Hình như gắn nhì bạn. Dính gắn nhì mà còn chuột luôn chứ. Ra đi em. Cái bẫy này cái bẫy thứ hai nha các bạn. Bẫy thứ hai dính được con gắn nhì. Con này tầm cỡ 300 g bạn ơi. Gắn này gì mà không ăn được chuột luôn đó bạn. Nó nhầm nhầm cái lưng bấy chừng. Rồi mới con đầu tiên, giờ để mình bỏ vô, tranh thủ đi tới những cái bẫy tiếp theo. Những cái bẫy nào nó ít dính thì mình cũng ít quay nha các bạn. Mà này mình mới vô thăm cái này, cái thứ hai dính được con gắn nhì đó. Cái bẫy này lúc trước cử rồi mình thăm dính gắn mà bị người dân ta đi tứ vườn các bạn, người ta đạp á, cái nó mớp cái bẫy gắn nó đi. Rồi mình đặt lại, sửa cái bẫy mình đặt lại. Còn thử này sao đây, thứ này còn chuột bạn, chuột nó lôi gác vô một đống. Rồi để mình vô lúa đặt lại. Cặp mé đường lộ đây mình có cái bẫy mà, cái bẫy này cứ gọi mình thăm dính cũng được con gắn nhì. Đặt cho cua chuối đóng lá nhãn, chó có sữa ồn các bạn thông cảm nha, tại mình đặt ngoài nhà người dân không. Hồi cái bẫy này mình thấy có phân nha các bạn. Phân nó búng ra tới miệng hơn luôn các bạn. Không biết bự nhỏ. Hồi cái bẫy này khá nặng các bạn ơi. Để mình lấy lên cái nha các bạn. Cũng lắm nặng. Phân nó văng cỡ này nè các bạn. Sáng trời chừng. Còn gì mà giữ đây. Quá bả. Hồi ơi con hành bệnh kỳ các bạn ơi. Vô mánh nè các bạn ơi. Khai xuân đầu năm mới trúng mánh nha các bạn. Làm con này thôi là thấy khỏe rồi đó. Mà mình thấy nó nặng lắm các bạn ơi. Như một cặp hay một con gì á, dữ lắm, gắn này bự.
này chắc mình đón một cặp hay một con gì á. Hết biến đã rồi bạn. Sướng sướng nha bạn. Rồi giờ để mình lấy cái bẫy xe cua mình đặt lại gọn hơi, mình đi chỗ khác bắn gắn ngang nha bạn. Tại chỗ này gần nhà người dân á, chứ thằng chó nó sủa quá. Cái này mình không biết một con hay hai con nha bạn. Để hơi mình bắt ra thử coi, nếu một con là bự lắm nha bạn. Con gắn này cầu hàng ký. Này mình thấy một cục đây nè, mà không biết một con hai con mà thấy nó nặng lắm. Nếu một con là cỡ cả ký nha bạn. Còn nếu mà hai con thì chắc cũng gắn nhất. Rồi phần thải để mình đặt cái bẫy xe cua lại, đi tới cái bẫy, đi tới thăm mấy cái bẫy kia rồi ra ngoài chỗ nào trống trống á, ít có nhà người dân với chó không sủa đâu, mình sẽ bắt con gắn nó ra. Trước đêm của cái bẫy, bản trước này cứ gò mình cũng dính được con gắn nhì bự nữa các bạn. Hồi cửa này dính nữa các bạn ơi. Phan thải nè. Gắn này nhỏ nha bạn. Gắn này cầm nhẹ, gắn này gắn 3. Bẫy này cứ gò thì dính được gắn nhì bự. Nhì cứ gò 5 lạng, 5 lạng mấy. Cái này dính được con gắn 3. Gắn 3 này chắc cũng có 2 lạng, 2 lạng mấy luôn. Có 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng gì. Rồi, để mình bắt con gắn bự nãy ra nha các bạn. Con gắn này mới giữ nè các bạn ơi. Con này nãy cặp mới lộ, mình không có bắt ra nè. Mình thông thường á mình đặt theo mấy mấy giường nha bạn. Sụt vô giường đặt một hai cái, chỗ nào ngon có dính mình đặt thêm vậy đó. Cái này hai con, hai con gì bạn. Để mình coi coi. Hồi ơi một cặp các bạn ơi. Cặp này cặp gắn nhất nha các bạn. Cặp này 1 ký mấy á. Bởi mình thấy mình cầm cái bẫy rất là nặng mà mình sao mình thấy nó có một con mà nó gắn nhất mà cũng đâu nặng dữ vậy, không ngờ nó chạy vô một cặp. Khoan nó thải cỡ này nữa con. Đầu trên đầu dưới nè. Quá sướng nha các bạn. Nói chung khai sừng vậy thôi, được cặp gắn này thôi mà mình thấy ấm rồi nha các bạn. Cỡ này gần Tết á, thì cái giá gắn nó lên cao lắm nha bạn. Có gắn có tiền đó, đi cử mà kiếm cặp bằng bãi lớn thôi bạn, mình bảo đảm là kiếm sống dài vậy đó bạn. Hổm gài thì mình cũng nghĩ tới ăn Tết, nhưng mà mình thì nói chung thì cũng không có nhậu nhẹt gì đó bạn, nên là ở nhà rồi cũng buồn lắm nha bạn. Trong cho qua Tết đừng mình đi săn bắt trở lại. Nói chung mình sống nghề săn bắt quen rồi, cho nên thì mình rất là thích đi săn bắt ha. Sáng mình ra mình giống như mình cảm nhận được cái ngôi trường mà ở ngoài đồng ruộng vậy đó bạn, như trong vườn rồi nè, nó thanh tịnh mà nó mát mẻ nha bạn. Quá trời đã bạn ơi, cặp gắn này phê, cặp gắn này chắc ký 4 ký rưỡi vậy. Hai con nhất hết trơn, ký 4 ký rưỡi ký 6 không chừng nữa nha bạn. Mình thấy nó bự lắm á, mình cầm cái bẫy mình thấy nó nặng lắm, quá đã. Chúng cặp dính cặp gắn này là thấy vô mánh này nha bạn. Đi một cử mùa khô á, thì nói chung là cái tháng vừa qua Tết này các bạn, là cái thời điểm mà nó khó bẫy gắn nhất luôn đó nha các bạn. Nó khô dữ lắm, khô quê mình ở miền Tây á, nó khô lắm. Cho nên mà nếu mà đánh dính được một cặp gì là rất là mừng nha các bạn, chứ không phải như đầu mùa với tháng 10 đâu. Chung cỡ này mà dính một cặp gì là sướng. Thì đi một cử hy vọng được một con thôi là thấy cũng mừng à. Bữa nay cái này nó giả cho một cặp. Bạn thấy nó đẩy cái hơm mình cong lên cỡ này nè. Đẩy cái hơm mà cong lên tốc độ đó. Để mình sợ chỗ kia dễ bắt ra. Hai con mà nó nung đẩy cái hơm cong. Hôm đầu này gà cứ ngắt luôn. Gắn này khó bắt ra. Gắn này hơi lớn. Để mình kiếm cách. Quá đã bạn ơi. Chung là sướng sướng ha. Mình cũng hy vọng bữa nay mình đi được cái quay được cái video để chia sẻ các bạn. Tại do ta ếch ta, giờ này người dân ta còn ăn Tết bạn, ta ca hát lớn lắm nha bạn. Hồi ôi con này 7-8 lạng lận bạn ơi. Một cặp thì trên 1 ký rưỡi rồi bạn ơi. Cặp này từ 1 ký 6 á. Cái từ 1 ký rưỡi ký 6 đó. Con này chắc hơi nhỏ hơn chút, để anh bắt nó ra thử rồi. Đầu này em, đầu này em.
Đúng rồi. Đâu đây, ghế đâu kia, kia. Gà nha bạn. Thôi, con gắn này gắn cục đuôi nha bạn, gắn tròn trong bẫy này là gắn cục đuôi. Gắn này gắn cục đuôi. Cái cặp này theo mình đoán nó tầm 1 kg rưỡi, 1 kg 6 nha bạn, có khả năng nó được 1 kg 6. Còn không 1 kg 6 cũng 1 kg rưỡi, quá trời đã bạn ơi. Đầu năm khai sưng, lụm cặp hành khủng nha các bạn. Nói chung quê mình bé lớn là cũng kêu khủng, hàng nhất là kêu khủng được đó. Mấy con này nó cũng tầm 7-8 lạng đó. 7-8 lạng là nó cũng bự rồi đó. Tại cái dòng hổ hành thì nó không có lớn ký hung. Nó tầm ký ký ngoài là dữ lắm rồi đó. Mấy con này là dạng 7 lạng mấy 8 lạng là thuộc nhất hết nha các bạn. Nó gần đại hết rồi đó. Nếu 8 lạng là được gắn đại luôn đó. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Còn bên đó một con gắn nữa, mà con đó nó cũng nhỏ, để mình bắt ra luôn. Khỏi để mất thời gian các bạn. Quá đã. Sướng sướng. Đây mình có cái bẫy mà bờ này cử trước á, mình thăm có mình đặt con cái thấy dính, thấy gì mình giấy mình chạy nền qua đây thì mấy cái này. Hồi vừa có khăn nữa nè bạn ơi, chứng tỏ cái bờ này có gắn nha bạn. Bờ này nói chung là cái cử trước á mình thăm dính được con gắn nhì cũng bự lắm, năm lần mấy là cái bẫy hồi nãy bạn, cái bẫy dính gắn nhỏ nãy, cái cử này lại mình thấy dính gắn nhỏ, cử rồi mình thấy vậy mình dặn vô thêm mấy cái bẫy ở đây. Hồi vừa con gắn bành kỳ nữa bạn ơi, vô mánh nè, mình dặn thêm. Bẫy này nặng lắm nha bạn, bẫy này gắn nhất nữa rồi đó, mình dặn thêm mấy bẫy này là mới dặn nữa bạn, mới rút nền từ bên mấy cái luồng chậm dính á, mấy cái ít dính á mình về qua đây nè. Hồi vừa con gắn nhất bạn ơi, một con hay hai con mà nó bự quá nha bạn, phân thải nè, mà thấy nó nặng quá chứ. Mày coi thử rồi, một cặp bạn ơi, quá đã. Hai con, một con nhất thì chắc lội rồi nha bạn, còn một con kia không biết được nhất không á, quá đã. Trời ơi, bữa nay vô mánh nè bạn ơi. Nói chung cỡ này mà gắn nhì thôi cũng có tiền nha bạn, gắn ba cũng có tiền luôn nữa. Cả này thì nói chung là gắn mùa khô quá, bảy anh em bảy nó rất là khó. Rồi một phần nữa là nhân dịp Tết nữa đó. Quá đã bạn ơi, cặp này mình có khả năng, mình đoán có khả năng được cặp gắn nhất luôn nha các bạn. Mà mấy con này thì chắc mình đoán tầm 6 lạng, 6 lạng rưỡi đổ lại ha. Có khả năng được 6 lạng. 6 lạng, 6 lạng rưỡi. Nếu mà cặp này được gắn nhất nữa thì mình vô mánh nha các bạn. Bởi mình cặp 7 mình thấy nó nặng lắm. Quá đã. Thì cái khúc nào mình quay được quay, còn khúc nào mình quay không được là mình khỏi quay, các bạn thông cảm nha. Tại vì là mình biết chưa một chút thôi, giờ này là giống như là mấy anh em á, ngày hôm qua nhậu đồ nhiều khi giờ này xỉn còn ngủ nha, bắt đầu thức dậy rồi là tiếp tục nha các bạn. Tại vì Tết mà ai cũng vậy thôi, có mình thì ít có ăn nhậu nên mình khoái đi săn bắt không à. Nãy cặp gắn bài này mới khủng nữa bạn, tới đây thả cho cặp này nữa còn gì bằng. Chính tỏ cái bẫy này mình vừa đặt xuống là dính luôn nè bạn, bịch lúa còn nguyên chăng luôn nè, vừa đặt xuống là dính cặp gắn này luôn nè, phân thải này. Nên là bịch lúa còn nguyên chăng luôn, ngon lành. Thầm chưa có nhiều cái bẫy hết trơn, dính cho hai cặp. Cặp này là cặp thứ hai các bạn, cặp hồi nãy còn bự hơn cặp này nữa, cặp nãy tầm 1 kg rưỡi, 1 kg 6, không 1 kg rưỡi 6 cũng tự 1 kg rưỡi 50 chứ không dứ. Cặp này có khả năng được 1 kg 2 nè, 1 kg 2 1 kg 3. Mùa này á mình nhìn thấy con gắn nó gâu gâu gì nè các bạn, chứ nó nặng lắm, quá đã bạn ơi. Con này 6 lạng 6 lần 2 6 lần rưỡi không chừng, còn con nữa. Một cặp này tầm 1 kg 2 các bạn ơi, quá phơi rồi bạn ơi. Gắn cặp chạy đã, cái bờ này tính ra cái này mình mới dặm vô dính nữa nè, mới chạy nền vô. Mấy bẫy chạy nền này công nhận hiệu quả nha các bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô bạn ơi, mình bỏ vô đi tới mấy cái tiếp theo. Nãy giờ không là mình được hai con này nữa, là 4 con gắn bự nha các bạn. 4 con gắn bự này không mấy kilo rồi đó. 4 con gắn bự này không gần 3 kg rồi. Hai con này tầm cỡ 1 kg 2. 1 kg 2 với hai con kia hồi nãy cầm cỡ 1 kg rưỡi 1 kg 6. Chứ đâu được con gắn nhì. Con gắn nhì, con gắn 3. Nãy giờ chạy gắn chậm chậm không nha các bạn. Nãy giờ mới con gắn 3. Còn nhiêu gắn im im không à. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Quá đã. Sướng sướng này.
Trước đây mình có cái nữa thôi. Cái này không thấy phân phiếu chưa? Rồi, cái này còn chuột nha các bạn. Để mình đặt lại, còn chuột còn lúa luôn. Giờ này cái quê mình ta lên nhạc nha các bạn. Thì khúc nào mình quay được thì mình quay, còn quay không được mong các bạn thông cảm ha. Ở đây mình có hai cái. Hai cái bẫy này thì cử gồi mình thăm. Dính được một con nhất, một con nhì nữa các bạn. Bên đây một cái, bên kia một cái. Cái này cử gồi dính gắn nhì nè. Rồi cử này còn chuột. Mình vô lúa đặt lại. Hai cái bẫy này mình lội vô 100 mấy 200 mét mà. Đặt có hai cái. Nguyên cái bờ này trống lỏng. Có chỗ này. Có cái đấm đế. Cái này cứ gọi dính ngắn nhất mà. Hồi cử này mình thấy có phân, không biết phân mới hay phân cũ nha các bạn. Đây phân xanh dợn cục kìa. Phân mình nhìn giống như phân mới quá các bạn. Hồi cũng nặng nặng nha các bạn. Cử gò bắt đây hết con ngắn nhất. 8-9 lạng á. Hồi ơi cử này làm con nữa nè bạn ơi, vậy là ăn cặp nó luôn nè bạn ơi. Quá đã. Mà cử gọi á, mình thăm hai cái bẫy này sự thật là dính tới 3 con nha các bạn, nhưng mà mình nhìn thấy có 2 con à. Khi mình bắt ra con gắn nhịn, con gắn nhất rồi cái hơi mình vô chuột tính đặt lại xong mình thấy nặng nặng mình dỡ lên, không ngờ dính con gắn 3 nữa. Cái bẫy bên đó đó các bạn. Nó dính con nhịn con 3. Còn bẫy này cử gọi thì dính con nhất. Mình thấy hai gắn bự luôn, bắt hai gắn bự không. Không ngờ hơi. Hơi cái mình vô chuột mình tính đặt cái mình thấy còn con gắn 3 trong nữa. Cái gắn này được nhất nữa các bạn, quá đã. Bữa nay con nhất này nữa 5 con rồi đó, quá phê rồi. Bữa nay nó ít chạy mà chạy gắn bự. Nói chung nãy giờ thì mình cũng thăm mới có chừng nửa sạc 7 nha các bạn, chưa được nửa sạc 7 nữa đó. Nhưng mà mình biết là chưa lên có khả năng là mình sẽ quay không được. Giờ này thì còn quay được, chưa lên là bắt đầu có nhạc. Anh em bắt đầu chuẩn bị để ăn Tết tiếp nữa. Con này 7-8 lạng nữa các bạn ơi. Con này chắc đợt rồi con, đợt này con. Hai cử dính hai con, nãy giờ bạn thấy dính mới có mấy gắn mà túi gì nè. Bữa nay chạy gắn nhất nhiều nha bạn, mới tới đây thôi chạy 5 con nhất rồi đó. Bữa nay không lẽ bảo gắn nhất bạn. Từ hồi lúc mình đặt 7 tới giờ, đầu mùa tới giờ luôn nha bạn. Chỉ có là 5 con gắn nhất là nhiều nhất rồi đó, chưa có khi nào mà mình đi thăm dính được hơn 5 con gắn nhất chứ. Còn hôm nay thì không biết làm sao ha. Từ đầu mùa tới giờ luôn, chỉ có mình nhớ có một lần đó mình giữ kỷ lục là 5 con gắn nhất ạ. Của một chuyến thăm 7 nha các bạn, là trong một ngày mình đi thăm 7 một luồng 30 cái. 30 có luồng thì 40, có luồng 4 mấy nữa, nhưng mà bây giờ đa số mình đặt còn 30, hai mấy 30 thôi bạn. Tại do cái mùa khô này á mà mình đặt nói chung là 7 dày quá thì nó không ngon hung nha các bạn. Tại do gắn nó cũng giảm á, mùa khô này thì mình lựa mấy chỗ nào ngon lắm mình mới đặt, còn mấy chỗ mà không im là mình không đặt luôn đó. Một là mua chuột khó, còn hai nữa là cái lượng gắn nó sẽ giảm xuống rồi, nó không có như đầu mùa được đâu. Đầu mùa thì gắn nó nhiều thì có mình đặt dày, mình bắt tốc độ nhanh. Còn giờ anh bắt từ từ á, gắn ít đi lắm. Hồi vui, con này cũng cỡ 8 lạng nữa nha các bạn, quá khứ rồi. Quá phê bạn ơi, bữa nay trúng à. Trúng lúc mẻ gắn khủng nha các bạn. Nãy giờ con này nữa là 5 con gắn khủng nữa bạn ơi. 5 con gắn nhất rồi đó. 5 con nhất, 1 con gắn nhì. Hình như 1 con gắn 3 nữa hay gì đó nha các bạn. Chứ còn nãy giờ gắn nhất chạy nhiều nhất á. Quá đã. Cái nó ít dính mà nó dính còn mặt bà lớn đi nha bạn, là phê rồi. Còn dính gắn nhỏ nhỏ chứ mình bán không tiền nhiều. Mà dạo này thì nói chung là gần Tết, ủa Tết cũng khoảng bạn. Ngay dịp Tết nè, ngay dịp Tết chứ khoảng cái mùa khô á thì gắn nó cũng chạy yếu á, cho nên là cái giá gắn nó lên đỉnh lắm. Nên là bữa nào mà mình như bữa nay vậy là trúng lúc rồi đó bạn ơi, quá trời đã. Hết biết mừng luôn. Hồi trong năm thì mình đi thăm cái luồng bẫy này là cái bữa 30 hay gì đó. Thì cái video đó mình đăng hôm bữa mùng 1 các bạn, thì nó cũng trúng là 6 ký mấy nha các bạn, bữa đó cũng 4 con nhất đó. Bữa nay đi tới đây thì nó 5 con nhất luôn rồi đó, mà không biết đây tới cuối nó còn chạy không thì mình không biết được. Quá chạy đã rồi.
Rồi, giờ để mình bỏ vô, đi tới những cái bẫy tiếp theo. Vì đây có cái bẫy. Bẫy không thấy không thiếu chứ. Trời ơi. Dính gắn mà hao rồi các bạn. Do con chuột nó xử rồi. Để mình vô cho vô lúa đặt lại. Mình về khu này còn mấy cái bẫy nữa, hết bẫy mà. Nãy giờ mình thăm một số bẫy đâu gần cả chục cái cũng không dính bạn. Một phần còn phần đã ca hát quá mình quay không được nha các bạn. Cái bẫy này cứ rồi cũng dính được con rắn nhì nữa nè. Thấy chứ nè, nhìn thấy giống có phân quá bạn. Con này chắc không lớn hung quá. Thật dính được con hành nữa bạn. Con này cũng nhỏ, phân thải. Khúc đậu dính, tới khúc cuối nãy giờ mình thăm cũng gần chục cái bạn. Nó không dính tới đây, nó dính được con rắn nhỏ nữa nè. Mà nó nạo ngay bữa nay vậy cũng trúng nha bạn. Nãy giờ ít chạy chạy rắn bự bự thôi. Còn con này rắn ba, nãy giờ con này nó mới có hai rắn ba. Còn nhiêu rắn nhất đa số. Con gì một năm nhất rồi đó. Mình quê mình thì giờ này đầu người ta ca hát lên nên quê không được. Thì mình thăm cái bẫy này nữa qua. Rồi mình đi về tới cái nào có dính á. Thì chỗ nào không có nhạc á thì mình sẽ quay chia sẻ bạn. Còn nếu có nhạc á mình quay không được á. Mình thả về tới nhà mình tổng kết thành quả nha bạn. Con này đâu chừng lạng hả bạn ơi. Trời, có dính là thấy vui nha bạn. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới những cái bẫy còn lại. Mình cũng vừa về tới trại mình nha bạn. Thấy bên đó cái đám mai. Cũng chú kêu bên nhà mình. Nở đẹp không ạ? Nở gộ chân ha. Thì mấy cái bẫy cuối á, mình cũng không có quay được bữa nay nói chung quay không được trọn vẹn cái video. Mong các bạn cũng thông cảm ha. Do Tết á, còn ăn Tết á, mới mùng 3 Tết mình đi thăm bẫy rồi. Nên là nhà người dân ở quê mình á, người ta còn ăn Tết các bạn. Rồi cái người ta ca hát đồ quá nên có cái mình quay không được. Thì nói chung nãy mấy cái bẫy cuối nó cũng không dính bạn ơi. Nó dính đầu vô được số mà còn mấy cái bẫy cuối cái niêm ghe mới vô chừng nửa sạc bẫy. Dính hết biết, thấy ham. Cái này á, thì chó nó làm méo xẹo bẫy rồi. Cái bãi này nói chung là cái bãi chỗ mà mình bắt được mấy con ngắn nhất rồi nữa bạn. Ba con ngắn nhất, con không ngựa bự nữa. Bữa nay lại thì mớp méo rồi. Còn một cái bãi này thì mình cũng đã rất là đáng tiếc nha bạn. Cái bãi này các bạn thấy nó phét lỗ bằng bãi lớn nó đi nè. Các bạn nghĩ rắn cỡ bãi lớn. Theo mình đoán rắn này nó không dưới 7-8 lạng nha bạn. Nhiều khi hàng ký đó, phét lỗ cỡ bãi lớn nè. Nó đẩy bung mắt chì ở dưới đây cái lỗ vậy nè mà nó ra không được nha các bạn. Nếu mà cái lỗ này tầm con rắn cỡ nửa ký 6 lạng là vẫn nung ra bình thường nha các bạn. Nó đẩy văng mắt chì luôn nè. Còn ở trên đây nó ra đây không được, nó mới lên đây nó quậy lỗ trên đây ra nè. Bẫy này mình neo lâu rồi mà mình rất là tiếc nè. Bẫy này cái điểm chỗ này thì để thử coi cử sao mình chinh phục được không ha. Bữa nay thì mình thăm bẫy nó dính á, thì tuy không có được nhiều bạn nhiều rắn nha các bạn, không có được nhiều con, nhưng mà nhưng ngược lại cái rắn lớn không nha các bạn. Bữa nay thì mình thăm hình như là 30 cái bẫy nhưng mà dính 8 con rắn, trong đó có một con rắn nhì, 5 con rắn nhất và 2 con rắn ba, chỉ có 8 con thôi. Có 2 cái bẫy không chạy hết 4 con này. Nhưng mà ngược lại thì rắn cành cành không bạn ơi, hàng khủng không đó. Này khai xưng 7 rắn đầu năm mới 2024 trúng bánh nha các bạn, trúng mẻ rắn khủng đó. 5 con rắn nhất. Quá đã bạn ơi. Con này phải cái bẫy này không đi nữa được con rắn nhất nữa là bữa nay phá kỷ lục nha các bạn. Từ lúc mình đặt tới giờ là nói chung dính mới 5 rắn nhất là chưa có hơn được mức đó. Chỉ được 5 con là nhiều rồi đó. 5 con mà 5 con nhất thôi nha các bạn. Mà cái lo bẫy này thì nó xảy rồi. Quá phê. Nói chung là vậy là khỏe nha các bạn. Rồi để mình căng tổng kết thành quả cho được nhiêu. 3,7 kg bạn ơi, gần 3,8 kg. Mình trừ cái túi 50g ra còn 3,7 kg nha các bạn. 3,7 kg, trong đây có 8 con rắn thôi. 3,7 kg mà trong đó là được 1
một con gắn nhì, hai con gắn ba và một con gắn nhất để mình mở ra bạn xem cái ha. Khoe không bạn? Hàng quýt kìa bạn. Ngon lạnh. Bữa nay nói chung là chạy gắn lớn thấy ham nha các bạn. Có hai cái bẫy không chạy, bốn gắn nhất rồi, với cái bẫy chạy một con đó là năm con nhất. Chạy ti thưa bẫy nhưng mà ngược lại gắn lớn nhiều. Mình mà bữa nay cái bẫy nó không xảy nữa được con gắn đó nữa là một khúc luôn rồi. Kệ cho nó đi đi rồi kiểu sau có gì mình chinh phục được, còn thí dụ chinh phục không được thì mình bỏ qua mùa sau nha bạn. Qua mùa sau mình cũng bắt được nó. Rồi, giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ thì nghe các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.